Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ok. Đây rồi các bạn ơi, đây rồi các bạn ơi, đây rồi các bạn ơi. Ok ok, mạng đầu tiên. Ui, wow, bây giờ thì kẻo mới chỉ có được một mạng đầu tiên anh em ạ. Mình cũng vậy. À, thằng bạn nó đến rút đồ này, hay lắm. À thế hả, thế hả, đây đây. Dựng bom keo cả. No, mình không cần đâu bạn ơi. No, bạn ơi, mình không cần đâu. Anh em không cần support đâu bạn ơi. Mình sẽ đến thiệt mạng với cậu. Đâu bạn ơi, mình không cần đâu. Rồi. Ui bạn ơi, các bạn ơi, các bạn ơi, các bạn làm gì vậy? Đây, đây, no. Đang đến. Đây, anh em thiệt mạng. Mình không còn support không đâu các bạn ơi. À đồ, mình đi có mạng rồi. Ui. Đây à? Các người anh em thiệt mạng, hãy động hướng đi. Cái đậu xanh. No. No các bạn ơi, no. Sát thủ ơi đừng. Đừng bạn ơi. Ui. Wow. Thế thì gắt rồi, mình sợ bạn rồi. Anh em thiệt mạng, bạn im lặng hơi lâu rồi. Đại, lúc thế thì gắt rồi nha em ạ, mình sợ rồi. Chúng ta nên chào đón nhau một cách nồng nàn. No. Các bạn ăn quá nhiều mạng rồi. Please, các bạn ăn ít mạng thôi, ok. Chỗ này nó là một đống hồng sát rồi anh em ơi. Mình 1 kill. Thế theo bạn, 1 lớn hơn 2 hay là 2 lớn hơn 1? Bạn hãy nói đi. Có. Có. Hợp lý. Hợp lý. Âu, có gì tí nữa cậu chết mình. Có gì cậu chết, chúng ta sẽ đến hốt xác để hốt xác hôn nhi anh em ạ. Đúng rồi, hợp lý cậu. Nên là bạn hãy lượm thật nhiều đồ ngon nhé, Hôn Nhi ơi. Thì nếu bạn chết thì tôi chạy qua tôi hốt xác Hôn Nhi được chưa anh em? Mình thà chơi ống nhiệt còn hơn là lượm được ống ngóng Monix rẻ tiền từ sát thủ anh em ạ. Đây, nhận Monix các bạn này. Đừng phá xe nhá, mình cho cậu Monix rồi. Đây là dụ đồng đội lấy Monix để cho đồng đội không phá xe. Best friend là đây. Cậu ơi đừng, mình sát thủ ơi đừng. Cho mình ăn giáp được không? Đừng sát thủ ơi, mình ăn rồi bạn ơi. Cậu bạn đừng rẻ tiền nữa. Cậu giáp mấy rồi? Mình giáp 4.5. À đều mình có giáp 3 thôi. Chúng ta chăm nâng giáp anh em ơi. No. Giáp 4.5 chống lựu ngon hơn bạn ạ. Cậu. Ê Hôn Nhi ơi, sao con xe của bạn đen thùi lùi vậy? Ê Hôn Nhi ơi. Sao xe của bạn đen thùi lùi vậy? Xe của mình nó còn có màu xanh cơ mà. Hơ, lạ nhỉ. Có tên lửa. Ui, đi chưa được cả xe kìa. Sao xe của bạn không có tên lửa vậy Hôn Nhi ơi? Hi. Xe bạn là chưa hàng tàu à? Xe bạn là hàng tàu đúng không? Xe mình hàng chính hãng đúng không bạn? Sắt, à đâu? Hôn Nhi ơi. Đừng xe đi xe rẻ tiền xe nữa Hôn Nhi ạ. Mua hàng rẻ tiền và cái kết đấy anh em ạ. Hàng second hand mà cậu đừng đòi hỏi. Đâu, tôi tưởng là hàng three hand. Thế à, three hand thì hơi quá cậu. Thế gắt quá rồi đâu. Ít ra nó vẫn còn tốt hơn hàng four hand mà. Chắc tưởng là hàng three hand, đó là không phải. Chúng ta có nên đi chung với nhau không? No, xe này ngon hơn mà bạn. Ừ, lý. Đến trong boy cậu. Từ từ bạn ơi, làm gì mà căng cứ đồ ở ngoài đã. Quan trọng là kiếm mấy cái đứa ở ngoài này. Ơ, có một cái xe giật giật ông ạ, kiểu gì cũng có người. Ờ, đấy, với tôi vừa thấy một cái bóng này. Kiểu gì cũng có người ông ơi. Có người, nhìn trên cũng có người. Người ta bên tâm kiểu gì cũng có người. Nếu mà nó kiểu cảm giác giật như vậy. Từ cái đã anh em ơi, ui. Vẫn vắng quá nhỉ. Có lẽ là mình sẽ qua thử hòn đảo bên kia coi biết đâu là sẽ có mạng anh em ơi. Thế qua thử đảo hòn đảo bên kia luôn. Ok ok. Lên UAV cái đá các bạn ơi. Lên nào anh em. Các bạn xem like thì đừng quên đó là follow và chia sẻ livestream để ủng hộ cho kẹo nha anh em ơi. Thank you mọi người và chúc mọi người có một cái buổi tối xem live vui vẻ nhá. Cảm ơn tất cả anh em. Ui. Chúng ta không thấy ai cả các bạn ơi.
No, no one, không một ai cả. Đôi khi chúng ta chỉ muốn kiếm dăm ba cái mạng thôi mà, nó cũng khó khăn nữa bạn ạ. Cuộc sống cậu luôn luôn khó khăn. Đây ok, sang bên cây cầu luôn. Bây giờ ông ơi. Tôi sẽ qua cái công xưởng cái đã. Ơ, tiếng gặp đạn, tiếng gặp đạn. Trên cầu à? Tiếng gặp đạn đúng không? Cậu nghe thấy đúng không? Như ở đúng trên rồi. Cầu ấy. Ui, trên cầu ngoài, cầu ngoài. Ui, xế ghê vậy. Ờ, đúng từ, đây đây. Ê, sao nó lên được vậy? Lên bình thường mà, còn máu cái đã. Làm gì mà căng. Ui, sát thủ ơi. Yếu ơi. Từ từ, đây đây bạn ơi, đây bạn ơi, đây bạn ơi. Dựng bóng keo cái bạn này đây. Ơ. Hình như nó chỉ có một thằng thôi. Bây giờ ngoài có một đứa thôi. Cuốn máu cái đã, từ cuốn máu cái đã làm gì bằng căng. Ok được rồi bạn này. Ui, thế là mình cứu bạn để cho bạn ăn mạng à? Ồ, đáng lẽ ra mình không nên cứu sát thủ anh em ạ. À, bởi vì sát thủ nó đã bây giờ là có mặt được mạng thứ 3 rồi anh em ạ. À. Tôi, oan kill. Mạng thứ 3 mà cậu cũng đếm. Anh em hơn thua cái mạng, tại sao mình lại không đếm? Cậu lại làm như vậy. Mạng nào mình cũng đếm mà bạn. Cậu ơi, cho người anh em thiệt mạng xin túi máu. No. Trông cho vậy đi, Bully. Mình sẽ bơm luôn bạn ơi. Mình đang hết máu mà. Mình làm gì có máu. Thỏ quậy buồn vì thỏ bơm. Mình chỉ có một túi máu thôi bạn ơi, đừng đòi của mình nữa, ok. À thế à, mình cứ tưởng cậu có nhiều. No, mình không có nhiều đâu, lên xe bạn ơi, đi. Ok, lên rồi. Ê, thế quái nào thằng ấy nó lên được cái. Lên bình thường mà ông. Ông có muốn lên không? Tôi cho ông lên. Ôi. Thế là các bạn. Ui, cô nhìn cách mình tận nửa cây cả. Xa thế. Cô nhìn sẽ lại gãy cánh. Đà lại ra hút xác. Cô nhìn ơi. Đừng đi lẻ nữa. Tớ đi. Đó là một câu. Đó là một câu chuyện buồn bạn ạ. Câu chuyện buồn. Hợp lý. Không cần xe mới đâu bạn ơi. Xe cũ được rồi. Cần gì xe mới. Tính nhá. Tính bên trái hướng 240 vòng lại. Đi ngay phía sau. Kệ đi, kệ đi, kệ đi. Quan trọng gì đâu. Cơ bản là tôi để màn hình lâu quá, không chạm vào chuột nó tự tắt màn hình. Nên là vừa mới click chuột một phát đúng không ạ. Cho nó lên màn hình đọc comment của anh em. Ê, cái màn này à, cắn đi. Không cắn được bạn ơi, ui không cắn được bạn ơi, ui. Okay, sát thủ lắm. Ơi, bạn ơi. Mình cứu bạn để bạn KS mạng của mình ư. Wow. Đây, mình sẽ bắt cậu từ máu. Tình anh em, hai không. Này. Tình anh em không thể bằng được hai từ máu bạn ơi. Mình xin lấy hai từ máu. Bạn ơi, bạn ơi. Hai từ máu thì mình lấy. Nhưng mình không chấp nhận tình anh em của bạn. Hi. Không cậu, hai từ máu bằng một kill hợp lý. No bạn ơi. Wow. Mình sẽ đi riêng. Không có gì đâu. Không. Không, không. Cậu nghe cậu đi riêng để biết là cậu sẽ. Không có gì cả. Thôi, mà bạn ơi. Bạn đừng như vậy được không? Mình chỉ muốn lút đồ thôi. À thế à? Thế là cậu cứ làm mình nghĩ xấu về cậu. Ơ. Mình chỉ muốn lút đồ thôi mà bạn. Tại vì cậu bạn đừng như vậy được không? Mình cũng hơi thổi. Thôi bạn ơi. Ăn nhiều mạ không giúp tình cảm anh em đi lên đâu. Hạ nó đít mạ thôi. Có chứ cậu. No. Cứ tâm hồn là đi lên thôi cậu. Đây mình cầm xe qua đón này. Bạn ơi mình không cần đâu bạn ơi, đừng đón mình. No. Mình sẽ đi bộ bạn ạ. Bạn ăn quá nhiều mạng rồi bạn ơi, bạn đừng ăn mạng nữa. Đến cho cậu đây. Đây mình sẽ đi cùng cậu. No. Ui. Mình sẽ đi lẻ các bạn ơi. Ơ, Huân Nhi có mạng. Mình ra chỗ Huân Nhi đây. Ơ, Huân Nhi ơi. Đừng bạn ơi, đừng bạn ơi. Bạn hãy quay lại đón mình đi bạn ơi. Sát thủ ơi đừng. Đừng. Không phải lúc. Ờ, đã không phải trễ. Lúc à? Hay quá. Đã có trễ cả. Huân Nhi ơi. Ui, Huân Nhi ơi. Đừng về trễ. Thôi rồi, chết anh em ơi. Sát thủ có được thêm 3 mạng nữa các bạn ơi. 2 mạng mình với cậu. Không muốn, vì mình trong mơ. Mình thấy 3 mạng bạn ơi, nó hiện thông báo 3 lần mà. Làm sao bạn lừa dối được mình bạn ơi. Ok ạ. Không bạn ơi. Bạn ơi, bạn ơi đừng bạn ơi, đừng bạn ơi, đừng bạn ơi, đừng sát thủ ơi đừng. No, đừng phá xe. Đâu bạn ơi. Đừng phá xe các bạn ơi. No, các bạn lại có thêm mạng hả? No. Đi đừng.
các bạn nhìn thấy. Tại sao? Vì sao, vì sao? Các bạn ơi, anh em ơi, kẹo bây giờ mới chỉ có được 1 kill. Kệ hai đứa nó vậy, tôi sẽ tự đi săn mạng anh em ạ. Oh, amazing. Các bạn ơi, có thấy amazing không? No, no amazing, no amazing, no amazing, no amazing, no amazing. Amazing. Đâu, sĩ mới có được 1 kill thôi bạn ơi. Bạn đừng bảo mình ăn nhiều, mình tủi thân. Thật đấy. Ơ, mới là mạng thứ 2 thì mà làm gì mà căng hả công ơi. Đừng bỏ mình, I'm the one alone. Làm gì mà căng các bạn ơi. Mình có mạng thứ 2 thì mà làm gì mà căng các bạn ơi. Xì kẹo. Sao sao các bạn ơi, xì kẹo không có bạn đâu. Xì kẹo chuẩn bị đai thế à. Làm gì các bạn đâu anh em. Làm gì các bạn đâu anh em ơi. Ui. Ui ui anh em ơi, ba đứa trên này. Các bạn ơi, mình sanh mộ rồi. Các bạn ơi, cứu Pally đến ngay các bạn ơi, ba mạng. Ba đứa. Ở ngay hướng cho mình luôn. Ui, bạn ơi, bạn phá tường băng thế. Thế thì mình sanh mộ rồi bạn ơi. Ui các bạn ơi đừng. Pally, đông quá mà sao chơi. Đông quá mà sao chơi anh em ơi. Ui. Gắt thế, kẹo chịu rồi anh em ơi, kẹo quần máu cái đã. Còn thằng ở trong này. Ui các bạn ơi. Mình sợ các bạn ơi. Mình sợ các bạn ơi. Ui. Thế thì gắt quá rồi anh em ạ. Xí kẹo im lặng. Các bạn tôi. Oh, gì đây? Tiếng súng vang lên. Gì vậy? Một mạng. Một nhi lại có mạng anh em ơi. Lại có mạng rồi. Buồn thật chưa anh em? Các bạn. Kẹo mới chỉ có được mạng thứ 2 trong khi các bạn ấy. Các bạn ấy quá nhiều mạng rồi nhưng mà lại tan lại xe nữa à? Ui bạn ơi. Huân Nhi ơi, mình đi với Huân Nhi ơi. No Huân Nhi, xuống xe. No Huân Nhi. Xuống xe, no Huân Nhi, xuống xe. Huân Nhi đi rẻ và kết. Đi bạn ơi. Các bạn ơi, chỉ còn lại có 2 mạng thôi các bạn ơi. Ui. No bạn ơi. Bạn ơi. Ui các bạn ơi, no. No anh em ạ. Tôi buồn quá mà anh em. Nổ xe đi bộ đi. Và chúng sẽ bớt có lỗi khi bạn có cờ ra trên tay. Các bạn ơi. Các bạn ơi, mình buồn quá cơ. Các bạn ơi, đừng làm gì cả. Các bạn đừng làm gì cả nhá. Các bạn làm gì vậy? Các bạn ơi đừng. Đừng phá xe please. Ui. Anh em ơi, khi đồng đội ăn nhiều mạng chưa đủ, đồng đội lại quyết định là hãm hại sĩ kẹo nữa anh em ạ. Tôi buồn các bạn anh em. Anh em ơi, anh em có thấy là có cái team nào như vậy không anh em? Chúng nó ăn nhiều mạng chưa đủ, chúng nó có tìm cách giết mình nữa anh em ạ. Ê, tại sao các bạn ác như tấm cám vậy các bạn? Các bạn ác như mẹ của cám kêu mình vậy. Mình chỉ là cô tấm hiền lành thôi mà bạn. No. No, các bạn ơi, mình thật sự buồn vì team của chúng ta. Các bạn đã ăn nhiều mạng rồi, các bạn còn giết mình nữa. No. No. Tình anh em kết thúc các bạn ơi. Sát thủ ơi. Mình biết rồi, Huân Nhi vô tội, sát thủ ơi. Tại sao vậy? Đây là lần thứ 2 bạn hãm hại mình. Mình nhớ mà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.